Chào mừng các bạn đã trở lại kênh DVD nha. Hôm nay mình có những cái Samsung J7 Prime các bạn. Nó báo mở nguồn lên cái nó báo nhiệt độ cao các bạn. Nó báo thiết bị đã tự động tắt rồi các bạn. Do máy bị vô nước, nó bị ẩm nước các bạn. Khách nói bị ẩm nước. Thì mình xài mình cứ vuốt tí xíu thôi là nó tự động nó báo tắt máy luôn các bạn. Nó báo nhiệt độ cao nó tự động nó tắt máy. Nó cắm sạc nó cũng báo nhiệt độ các bạn. Nó báo thiết bị đã tự động tắt. Các bạn để mình bấm lướt tí xíu thôi. Đó, đây. À, các bạn thấy không? Thiết bị đã tự động tắt này các bạn ha. Đó. Đây. Cho nó rõ, rung lại cho nó rõ ha. Thiết bị của bạn đã quá nóng, thiết bị đã tắt nguồn để tránh bị hỏng qua ha. Tình trạng máy nóng có thể do đây. Ok. Mình bấm ok này. Đó, xài tí xíu thôi là bị mình lướt tí xíu bị rồi bị ra tiếng nó tự động nó tắt máy luôn, tắt nguồn đúng không bạn? Cái này máy do máy bị vô nước các bạn ha. Này cái Galaxy J7 Prime các bạn. Cái nút dưới này không ăn đâu các bạn ha. Nút trở về, nút giữa này và nút đa nhiệm cũng không ăn luôn. Đa nhiệm không ăn luôn. Cả hàng này dưới này là không đều không có nút nào ăn hết các bạn. Giờ mình sẽ mở ra và mình xử lý ba nút này và xử lý cái nhiệt độ nó luôn ha, báo nhiệt độ luôn. Rồi, ba nút này đều liệt các bạn ha. Giờ mình sẽ mở ra mà xử lý ba nút đó luôn. Các bạn theo dõi mình làm nha. Giờ thoát ra cũng được bạn, nó bị liệt ba cái nút đó rồi. Rồi giờ mình sẽ tháo máy ra. Cái này thì máy cũng còn riêng các bạn. Máy này chưa sửa, chưa mở luôn các bạn, keo nó còn rinh. Keo rinh này mình mở nó hơi cứng các bạn ha, thì các bạn mở từ từ thôi. À, thiết bị quá nóng còn theo. À, thiết bị đang hạ nhiệt, thiết bị của bạn đang quá nóng, thiết bị sẽ tiến hành các bước để hạ nhiệt các bạn. Xài nó tí xíu là nổi lên, tí xíu nổi lên các bạn. Cái này máy này cái keo rin các bạn nó hơi cứng, mình gỡ từ từ thôi các bạn, dễ bị kiến lắm. Rồi các bạn thấy không, đây nó tự tắt nguồn đúng không? Tắt nguồn thiết bị các bạn, thiết bị của bạn đang quá nóng để hạ nhiệt, thiết bị sẽ tắt nguồn đúng không? Sau 10 giây nó tự động nó tắt luôn các bạn, xài chập nó tự động nó tắt nguồn luôn. Mấy cái này mở các bạn mở là hay bị lem vô trong cái màn hình đó, nó
Rồi, keo rin luôn rồi ha, keo này keo rin luôn á. Máy này là lần đầu tiên mình mới khui, chứ chưa, máy chưa khui các bạn, máy chưa ai mở hết. Rồi, máy vô nước nhiều đó con ơi. Đây, các bạn thấy không? Vô nước lâu rồi nhưng mà nó còn đồng lại nước. Rỉ dưới chân nhiều các bạn. Phần dưới nữa ha. Toàn là nước không á. Cái này cũng vô lâu rồi nhưng mà nó ố lại đó. Đây các bạn, đây nước còn nước gì giống như cà phê các bạn ha, nó quèo quèo đó, giờ nước nó bay ra rồi giống như còn chất cà phê, đường nó còn dính lại đây, nó bị rỉ đúng không các bạn, nó oxy hóa luôn, thấy không, oxy hóa nhiều ha. Rồi giờ mình sẽ vệ sinh sạch sẽ ha, nó cái phần dưới này thôi, còn giờ mình sẽ vệ sinh lấy nhựa xăng thơm các bạn. Xăng thơm mình đánh thật là sạch. Vệ sinh sạch những cái chỗ mà bị đóng ten rỉ đó. Các bạn dùng xăng thơm nha, các bạn dùng bằng chải cứ đánh sạch những cái chỗ mà bị rỉ ố đó các bạn. Đánh sạch hết rồi mình thử lại coi. Nếu mà còn nữa thì mình sẽ xử lý cách của mình ha. Thường thường máy máy vô nước các bạn mở ra thì các bạn sẽ coi những cái vùng mà nó bị đóng ten nhiều nhất, các bạn để ý cái vùng đó, xong rồi các bạn vệ sinh sạch sẽ. Đó, vệ sinh sạch sẽ hết ra rồi mình sẽ quan sát lại. Quan sát kỹ hết cái bo nhé các bạn. Bị phần dưới thôi, phần trên này là không không bị gì các bạn. Nước nó không có, trên này không có nước, không có rỉ. Hết quan sát tôi thấy phần dưới thôi. Vệ sinh thật là sạch cái phần dưới này nha. Mấy cái socket này các bạn, socket này là cái nút trở về các bạn, nút khom, nút trở về là cái nút socket này này. Giờ mình vệ sinh cho thật sạch cái socket đó ha, sạch sẽ ha. Rồi quan sát là ok đó các bạn, sạch sẽ rồi, hết hết rỉ rồi. Rồi giờ mình vệ sinh cái sườn còn dính đồ nước, cà phê, như cà phê các bạn. Đây có cái socket này các bạn. Mấy socket này là cái nút
home và nút trở về á, hồi nãy là liệt nguyên cả cả dãy ba nút các bạn, nên mình phải vệ sinh sạch sẽ hết giúp mấy cái vùng này. Rồi mình sẽ ráp vô thử lại ha, nếu được thì thôi ok, còn nếu không được thì mình sẽ có cách xử lý của mình. Các bạn coi đến cuối video nha, mình sẽ chỉ cho bạn các cái cách xử lý. Nếu nó chạm thì mình vệ sinh để hết chạm thì nhiều khi được, còn mà nếu mà còn là mình sẽ xử lý những cái con trợ trong cái đường nó đi á. Đây các bạn kẹp hai cái này là cái nguồn các bạn ha, kẹp cho lên nguồn thử coi. Rồi giờ các bạn chờ tí cho nó lên nha. Rồi mới lên được các bạn. Rồi nó hết bóng nóng, nó có nóng không? Cái này cũng vậy. Cái này nó báo pin các bạn. Rồi. Nút trở về vẫn chưa ăn các bạn. Nút trở về chưa ăn này, nút đa nhiệm vẫn chưa ăn đó bạn. Chưa ăn luôn. Nút khom là ăn rồi các bạn ha, nút khom là bấm được rồi. Đó, nút khom là bấm được rồi. Nút trở về, nút đa nhiệm là chưa ăn các bạn ha. Rồi để mình tí mình xử lý nước đó luôn. À, nó vẫn còn báo các bạn này. Thiết bị đã tự động tắt nè. À, đấy, cái này vẫn còn báo các bạn ha. À, cái này là còn báo thiết bị của bạn đã quá nóng, thiết bị của bạn đã tắt nguồn để tránh hư hỏng nè. Ok, vậy là mình vệ sinh vậy mà vẫn chưa hết các bạn. Giờ mình sẽ gỡ ra, mình sẽ xử lý hai nút này với lại cái báo thiết bị tự động tắt luôn rồi ha. Cái báo thiết bị quá nóng và thiết bị tắt đó là mình có hai con trợ ở phía dưới á, cái chỗ gần cái mic á. Giờ mình sẽ gỡ. Các bạn xem mình theo dõi mình làm nha. Mình sẽ gỡ hai con trợ báo nhiệt nè và gỡ câu cái con trợ mà cái nút trở về và nút home, à, nút trở về và nút đa nhiệm. Hai cái nút đó nó sẽ qua một cái con trở, mình sẽ câu cái tắt con trở đó. Đây các bạn. Đây cái chỗ này là cái nút đa nhiệm nè và nút trở về. Rồi, mình sẽ xử lý nó ha. Đây các bạn, này cái nút hai cái nút á, nút trở về nút đa nhiệm là cái con này các bạn. Tí nữa mình gỡ hai con này ra, mình sẽ câu tắt cái con nhỏ xíu này này, gỡ con này ra, câu tắt con nhỏ này, đúng rồi. Đó, đúng rồi. Giờ mình đưa vô kính hiển vi, mình sẽ làm cho các bạn xem luôn này. Đây, đây các bạn. Đây là cái mic này các bạn, là cái mic kế bên cái mic các bạn, bạn thấy thấy có ba con trợ không? Đó. Rồi hai con, cái con kia là không, đây kế bên cái mic đây là có hai con trợ này các bạn, đây một hai con trợ này, các bạn có thì các bạn thay thế, không có thì các bạn gỡ bỏ luôn. Nếu mà thích thì các bạn có thì thay thế thì nó tốt hơn, thay thế nó luôn. Giờ mình không có, mình gỡ bỏ luôn. Đó. À, các bạn thấy không, gỡ bỏ luôn. Hai con này là hai con báo nhiệt độ các bạn, sạc nó báo nhiệt hoặc là nó báo như vậy là cái hai con này ha. Hai con này đóng vai trò là kiểm soát nhiệt độ trong, nó báo nhiệt độ trong máy các bạn. À, nó bị rỉ các bạn, rỉ chân này các bạn thấy không, đóng ten nó rỉ chân á, nó chạm á nên nó báo sai á, nó báo sai số thì nó cảnh báo các bạn. Rồi cái mình bỏ nó đi ha,
Rồi, mình vệ sinh thật sạch cái chỗ này với khỏi chạm là được rồi. Đó, đó là hai con báo nhiệt đó ha. Thì mình gỡ nó ra là nó sẽ không báo nữa. Rồi bên này mình sẽ bên này mình thấy có cái con này bỏ luôn, vì cái con này nó bị mục rồi các bạn. Con này con lọc mắt thôi nên mục rồi mình bỏ luôn. Cả nó chạm để là nó là nhiều khi lúc nó chạm các bạn. Rồi mình qua hai cái nút ha. Nút back và nút đa nhiệm này, nút trở về nút đa nhiệm này các bạn ở đây. Đây con nhỏ 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 là xíu này. Rồi để mình lấy cái miếng keo này ra, lấy keo xung quanh nó có một lớp keo này đó. Khi nào mà nút bắt với nút đa nhiệm, nút trở về với nút đa nhiệm các bạn mà bị lỗi á, các bạn chỉ cần bỏ con này này ra. Đây trên này nó có một cái con này bị mục rồi các bạn ha. Con này nó con này lọc mát thôi, cũng cần thiết cái con này bỏ được. Bị rỉ á, các bạn thấy không? Nước nó vô nó rỉ chân hết. Mấy con đó mình bỏ được các bạn vì nó lọc nó là trợ lọc mát. Nó ổn định cái nguồn các bạn. Đây, đây là cái con nhỏ xíu đây. Còn cái con này á thường thường các bạn cái con to này á là nhiều khi cái máy các bạn lên nguồn các bạn kẹp cái dòng nó nhích lên tí xíu thôi, nó chạm là nó nhích lên tí xíu rồi nó trở về lại, nó không lên nguồn các bạn, là cái cụm là con này luôn. Các bạn gỡ bỏ thì được, các bạn gặp cái van mà kẹp bộ nguồn nó lên nhích lên tí xíu rồi nó rớt xuống, nó không lên nguồn, các bạn cần gỡ con này ra, con to này ra. Con này giờ mình bẻ bỏ con này luôn. Con này mình thấy nó cũng đóng ten rồi nên là xài thời gian làm để giờ nó hay bị chạm các bạn. Đây để mình vệ sinh sạch sẽ cho các bạn xem luôn nè. Nó cứ đóng ten một đầu các bạn, con to đó nó đóng ten một đầu á. Nhiều khi mình để giờ mình xài một thời gian là nó sẽ bị các bạn. Sẽ bị mất nguồn á. Giờ mình gỡ bỏ luôn con nhỏ này ha. Con nhỏ này gỡ bỏ tí mình coi sẽ có tắt một xí dây đồng của đó nha. Con to này mình cũng gỡ luôn, gỡ bỏ bẻ bỏ luôn. Con này mà chạm là sẽ bị mất nguồn đó. Rồi mình sẽ bẻ bỏ hai con rồi ha bà ha. Giờ mình sẽ câu tắt cái chân. Mình sẽ câu tắt cái chân con nhỏ xíu này. Câu hai câu mình lem lại. Rồi mình câu hai chân này lại ha. Nhiều khi con trợ ở đó là mình gỡ bỏ vì tại nhiều lúc nó bị chàm hoặc là nhiều lúc nó sai số các bạn, khi nước nó vô nó cái chụp nó giờ nó sai số thì giờ mình câu tắt nó luôn, cái dòng nó qua không ổn định á. Rồi cái này là mình câu như vậy là cái nút trở về với nút đa nhiệm các bạn ha. Nếu không ăn các bạn cứ câu cái con này lại cho mình, gỡ bỏ câu tắt lại à, nó sẽ ok à, các bạn thấy không, mình câu tắt rồi đó. Giờ mình sẽ thử cho các bạn xem.
Rồi mình sẽ mở nguồn lên các bạn ha, kẹp cho nguồn lên. Các bạn chờ tí xíu nha. Mấy cái dòng vô nước này mình bị gặp nhiều các bạn, liệt nút home, liệt trở về, liệt đa nhiệm. Thường thường lúc trở về với đa nhiệm nó đi chung các bạn, đi chung mình câu tắt cái con đó đó. Rồi máy lên rồi các bạn ha. Đây. Rồi được rồi các bạn, ăn rồi ha. Đó, nút trở về ăn luôn ha. Đó, nút trở về này. Đó các bạn thấy không? Chỉ cần câu hai cái đó vô là ok đâu các bạn. Nút home ăn luôn, nút đa nhiệm. Rồi các bạn nút đều ăn luôn các bạn ha. Rồi. Mình chưa ráp vô nên hơi cứng tí xíu nó sụp xịt, khi mình ráp vô máy thì mình bấm nó dễ ăn hơn. Đó. Rồi ok, ăn ok các bạn. Cái này mình chưa ráp vô thì mình bấm hơi nặng tay tí xíu nha, bóp bóp cái bo vô đó không. Rồi mình cắm thử sạc luôn. Rồi báo sạc pin các bạn thấy không, báo đang sạc luôn. Rồi không có báo nhiệt độ nữa các bạn ha. Rồi ok, rồi để mình cắm sạc lại này. Rồi đang sạc pin các bạn ha. Ok rồi. Ok các bạn, khác nút ok rồi các bạn. Rồi như vậy để mình ráp máy vô nha, mình ráp máy vô thử, ok ra. Rồi ok các bạn, thấy không, ok ráp vô cái bấm nhảy ok liền các bạn thấy không. Rồi ok ngon lành. Rồi như vậy là mình đã xử lý cái ban máy ri 7 Prime các bạn, vô nước các bạn nó cứ báo nhiệt độ các bạn ha, với lại nút họ trở về với nút đa nhiệm nó không ăn. Rồi mình kết thúc video tại đây luôn các bạn ha, nào thấy hay nhớ like và đăng ký kênh cho mình nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha.